Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Quý khán thính giả biết, khi mà bồi thẩm đoàn 12 người ở tại tòa án New York City đã kết án cựu tổng thống Donald Trump, thì đó là một tin chấn động toàn cầu. Các báo chí ngày hôm qua nói về vấn đề này, và những suy nghĩ của những quốc gia, nhất là những quốc gia mà trái chiều với nước Mỹ về vấn đề này như thế nào. Nếu mà làm chương trình mà không nói về vấn đề này thì coi như không có đề tài để nói. Hôm qua nước Nga suy nghĩ như thế nào về việc mà tòa án của Mỹ đã kết án cựu tổng thống Donald Trump? Câu hỏi được đặt ra là như vậy. Đây là một trong những đối thủ nghịch chiều nặng ký. Rồi Trung Quốc suy nghĩ như thế nào? Hôm qua, phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov, ông có nói, thấy chưa, ở bên Mỹ bây giờ đó, người ta dùng tất cả các phương tiện hợp pháp và không hợp pháp để mà triệt tiêu đối thủ. Hiện nay ở đằng trong cái vụ án này có những cái gì đó còn chưa tiết lộ hết. Nhưng mà rõ ràng cả thế giới và ai cũng thấy là nước Mỹ đấu đá chính trị rất là kinh khủng, bằng mọi phương tiện đạp đối thủ xuống. Vậy mà cứ hở một chút xíu ở bên Mỹ cứ chĩa miệng về nước Nga, nói rằng Nga vi phạm nhân quyền, không cho những tiếng nói đối lập, trong khi Nga rất là sòng phẳng vấn đề này. Thì bên Mỹ kìa, rõ ràng như vậy đó. Đó là suy nghĩ của bên nước Nga đó. Còn bên phía Trung Quốc, thưa quý khán giả, thì họ cười cho cái hệ thống chính trị của Mỹ. Nhưng họ tinh tế hơn nước Nga. Họ không có phát biểu cách công khai giống như là phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov. Trung Quốc cho rằng hệ thống chính trị họ đang đeo đuổi là một hệ thống có ưu việt nhiều hơn là khuyết điểm. Họ cho rằng chính hệ thống này giúp cho đất nước của họ phát triển nhanh chóng trong những thập niên qua. Còn Mỹ bây giờ đang khựng lại và chậm chạp, và chính vì như vậy Mỹ dùng hệ thống pháp lý để mà chà đạp đối phương. Không biết Mỹ suy nghĩ như thế nào, chứ còn Trung Quốc cho rằng hệ thống của họ là hệ thống tôn trọng nhân quyền. Đó là những gì mà đối thủ của nước Mỹ suy nghĩ trong ngày hôm qua, khi mà có phán quyết của tòa hình sự ở tại New York City về câu chuyện mà cựu tổng thống Donald Trump trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniels. Thông tin về góc nhìn của tôi ngày hôm nay về thế giới, nhất là những đối thủ nghịch chiều với nước Mỹ, suy nghĩ gì về bản án dành cho cựu tổng thống Donald Trump ngày hôm qua. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.